Thân chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ làm tiếp cái bài tập áp dụng hàm if nha, nhưng mà nó kèm theo một số cái hàm cắt chuỗi cũng giống như là let, hàm right và hàm if. Ở đây hàm let là chúng ta sẽ cắt ký tự phía bên trái, còn hàm right là chúng ta sẽ cắt ký tự phía bên phải nha. Còn hàm if là chúng ta sẽ cắt ký tự ở giữa một cái chuỗi nào đó. Và chúng ta sẽ biết thêm một hàm nữa là hàm tính tổng, hàm sum. Thì hàm sum nó sẽ tính tổng các cái cột có cái kiểu dữ liệu là kiểu số, tức là nó sẽ cộng các số lại với nhau đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào cái phần bài tập số 2, đó là hàm if right nha. Thì ở đây cái bảng dữ liệu của mình giống như cái đề bài á, thì nó có cái bảng dữ liệu bảng chính gồm có cái cột số thứ tự, mã sản phẩm, tên sản phẩm, số lượng, đơn giá, tiền giảm và thành tiền, kèm thêm cái bảng phụ cho biết cái thông tin đó là tên sản phẩm nha. Thì ở đây cái bảng phụ của mình nó cho biết là X tức là xà phòng nha, chữ T tức là bột tẩy, chữ G là bột giặt. Thì ở đây cái thông tin nó cho sẵn ở dưới bảng phụ này để chúng ta biết thêm thông tin để mà chúng ta điền vào lên bảng chính ở phía trên. Đối với cái dạng bài tập này á, thì chúng ta hiểu hàm if thì chúng ta sẽ làm được thôi. Đối với bài này chưa có cái tiêu đề nha. Đối với một số cái yêu cầu á, nó có cho là ví dụ bạn hãy thêm cái tiêu đề tùy ý vào trong bài tập. Thì ở đây mình xem như cái bài này nó bán hàng hóa xà phòng, bột tẩy, bột giặt, thì chúng ta thêm cái tiêu đề vào. Ở đây chúng ta có thể để là báo cáo hàng hóa nha, báo cáo hàng hóa. Đối với một số bài tập nó cho như vậy, thì ở đây chúng ta thêm vào là báo cáo hàng hóa. Nhưng mà khi chúng ta thêm vào á, thì cái báo cáo hàng hóa này nó nằm ở góc bên trái của cái bảng dữ liệu thì coi nó không có đẹp lắm nha. Thì chúng ta sẽ làm như thế này, chúng ta sẽ trộn các ô này lại với nhau và đưa cái báo cáo hàng hóa này nó nằm ở giữa. Thì chúng ta làm như thế này, chúng ta sẽ đưa con trỏ vào cái ô đầu tiên, chúng ta click trái chuột và chúng ta giữ nó, chúng ta kéo qua tới cái cột cuối cùng của cái bảng dữ liệu bên đây nha. Chúng ta chọn là Merge and Center. Chúng ta chọn Merge and Center để nó trộn các cái cột này lại và nó đưa cái tiêu đề báo cáo hàng hóa của mình ở giữa. Nhìn nó bắt mắt hơn đúng không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm cái bài tập dựa theo các câu hỏi đã cho sẵn trong đề bài. Thì ở đây câu 1 nó kêu trình bày bảng tính theo đề bài. Thì ở đây chúng ta đã nhập vào rồi nè, chúng ta nhập vào theo cái đề bài như thế này là cũng đã đạt rồi nha. Chúng ta làm tiếp câu 2, tức là chúng ta điền vào cột tên sản phẩm dựa vào ký tự cuối của mã sản phẩm và cái bảng phụ, bảng mã của mình đó ha. Ở đây bảng phụ. Rồi bây giờ chúng ta xem dựa vào ký tự cuối, tức là ký tự cuối của mã sản phẩm ở đây x t x g g t nha, thì chúng ta sẽ rút ra sẽ tương ứng là chữ x là xà phòng, chữ t là bột tẩy, chữ g là bột giặt. Chúng ta sẽ điền vào, chúng ta áp dụng hàm if dấu bằng nha, bằng nếu như mà ký tự cuối của mã sản phẩm mà nó bằng x thì chúng ta sẽ ghi là xà phòng. Để lấy ký tự cuối của mã sản phẩm là chúng ta dùng hàm right nha, hàm right này có công dụng là sẽ lấy ký tự cuối của một chuỗi hoặc là lấy
bắt đầu lấy ký tự từ bên phải lấy sang bên trái nha. Hay là chúng ta hiểu nôm na dễ hiểu hơn là hàm rai lấy ký tự phía bên phải à. Rồi rai chúng ta chọn mã sản phẩm, chúng ta lấy mấy ký tự, ở đây chúng ta cần một ký tự thôi, chúng ta lấy một ký tự nha. Chúng ta đóng ngoặc hàm rai lại bằng, chính xác là chữ X nha. Chúng ta làm từ đây XTG, lấy từ trên xuống X, nó là chuỗi cho nên chúng ta nhớ để trong cặp ngoặc kép đây, để trong cặp ngoặc kép. Nếu đúng bằng X thì chúng ta ghi là xà phòng. Rồi tiếp tục cái điều kiện thứ hai à, nếu như mà mã sản phẩm, nếu như mà ký tự cuối của mã sản phẩm chúng ta dùng rai của mã sản phẩm, chúng ta lấy một ký tự, chúng ta lấy một ký tự mà nó bằng là chữ gì à, nó bằng là chữ T, chữ tờ, chữ T ha, thì chúng ta ghi là bột tẩy. Đóng ngoặc kép lại. Rồi tại vì cái bổn phụ của mình nó chỉ có 3 ký tự thôi, XTG tức là 3 điều kiện, thì chúng ta đã dùng 2 hàm if rồi. Điều kiện thứ 3 chúng ta để ngược lại, tức là nó không bằng X, không bằng T, thì còn lại nó bằng là G ha. Cho nên chúng ta là để là bột giặt, ngược lại là bột giặt. Bột giặt. Rồi, máy ép chúng ta đóng máy ngoặc nha. 1 2 2 ép chúng ta đóng hai ngoặc. Rồi, chúng ta enter. Coi sai chỗ nào. À, ở đây chấm phẩy nè, trong quá trình đánh chúng ta nhập vào nó sai sót thì chúng ta kiểm tra kỹ lại công thức nha. Rồi, chúng ta dùng cách copy công thức kéo xuống. Xong chúng ta kiểm tra lại như cái dòng số 4 này, số thứ tự số 4 nó là chữ G vậy nó là gì, cái từ cuối của nó là G nó là bột giặt nha, vậy là chúng ta đã xét đúng điều kiện. Còn nếu không, nếu chúng ta kiểm tra thêm một cái nữa, ví dụ cái dòng số thứ tự số 2 nó là cái từ cuối là T thì chúng ta là bột tẩy, T là bột tẩy đúng nha. Rồi tiếp tục chúng ta làm tới cái câu số 3, tính tiền giảm nếu số lượng lớn hơn bao nhiêu, nếu số lượng lớn hơn 50, ta cho nó 50 nha, nếu số lượng lớn hơn 50 thì giảm 10% của thành tiền à. Thì chúng ta xét ở đây bằng, nếu như mà số lượng lớn hơn 50 thì sao, thì giảm 10% của thành tiền, thì cái cột này nó thể hiện cái số tiền giảm của thành tiền nha à. Tức là bằng số lượng nhân cho đơn giá nhân cho 10%. Nhớ kỹ chỗ này nha. Chỗ này là nó thể hiện cái số tiền giảm của thành tiền, cho nên chúng ta nhân trực tiếp với 10% luôn thì nó sẽ ra được cái số tiền giảm 10% của thành tiền. Rồi còn nếu mà nó không lớn hơn 50 thì sao? Nó không giảm, chúng ta cho nó là không. Không giảm nha. Có một số trường hợp nếu mà nó không giảm thì là để trống thì chúng ta để trong cặp ngoặc kép. Nhưng mà đối với cái cột này là số tiền giảm, nó là cột số, cho nên chúng ta để không giảm là không, để dễ tính toán nha. Còn nếu như mà chúng ta để khoảng trắng thì trong quá trình tính toán nó sẽ sai cái kiểu dữ liệu ha, nó sẽ báo lỗi liền. Rồi chúng ta enter, chúng ta kéo xuống đây. Rồi tiếp tục câu số 4,
tính cột thành tiền và định dạng có chữ đồng. Đây, tính cột thành tiền. Thành tiền thì bằng gì? Thành tiền thì bằng số lượng nhân cho đơn giá trừ cho tiền giảm, đúng chưa? Rồi chúng ta bằng số lượng nhân cho đơn giá, chúng ta trừ cho tiền giảm. Enter. Rồi chúng ta kéo công thức xuống. Đây, đối với cái bài này thì nó đã có định dạng là đồng rồi. Bây giờ mình sẽ bỏ nó nha. Bằng cách là chúng ta vào phần Excel nè. Để làm lại cho các bạn dễ nhớ nha. Đây. Đó, bỏ nó đi. Thì ở đây mình đã tính xong cái cột thành tiền. Thì nó yêu cầu thêm là định dạng có chữ đồng. Để mà định dạng có chữ đồng á, thì chúng ta chỉ cần tô cái cột này. Đó. Chúng ta vào format cell nha. Ta click phải, chúng ta chọn format cell. Thì ở đây chúng ta chọn cái kiểu dữ liệu của nó là number nè. Number chúng ta chọn custom. Thì ở đây chúng ta chọn cái dòng là 3 số thì chấm một cái ha. Tức là phân cách hàng nghìn. Rồi ở đây chúng ta thêm vào chữ đồng. Chúng ta mở ngoặc kép nha. Cách cái cho nó đẹp, đồng. Ta đóng ngoặc kép lại. Ha. Mở ngoặc kép. Cách một khoảng trắng đồng đây chi để cho cái chữ đồng này nó cách ra với cái số của trước nè cho nó đẹp chút nha. Rồi xong chúng ta ok. Đó, thì thành tiền của mình nó ra số sẽ đẹp nha. 5 triệu đồng. 450 ngàn đồng. 1 triệu đồng. Nhìn như vậy sẽ được hơn. Có một số trường hợp khi đề bài á, mà nó cho như thế này cột số mà nó để là đồng nha. Thì chúng ta để ý, chúng ta nhập dữ liệu vào bảng dữ liệu á, nhập dữ liệu vào bảng á, chúng ta không đánh chữ đồng này nha. Chúng ta không đánh. Đó. Chúng ta chỉ cần nhập số vào thôi. Ví dụ nó cho là 650.000 đồng. Là trên giấy nha, trên đề á, 650.000 đồng. Thì ở đây chúng ta cứ nhập vào là 650 thôi, không cần đánh vào chữ đồng. Chữ đồng để chi? Để chúng ta vào trong format cell. Chúng ta định dạng như lúc nãy, chúng ta click phải vào format cell. Chúng ta chọn và đánh vào chữ đồng ở đây. Chúng ta định dạng trong đây nó thêm chữ đồng vào. Thì cái cột này chúng ta sẽ tính toán cộng trừ nhân chia được nha. Chúng ta để ý chỗ này. Rồi tiếp tục. Câu số 5. Tính tổng tiền giảm và thành tiền. Tính tổng thì ở đây nó cho sẵn đây. Tổng thì mình dùng hàm sum. Sum mở ngoặc ra. Sum là hàm tính tổng cột số, cột dữ liệu kiểu số nha. Số đây chúng ta tô hết cái cột này. Tính tổng cột tiền giảm. Tô xong chúng ta đóng ngoặc lại. Enter. Tương tự bên đây cũng vậy, bằng sum. Chúng ta tô nó. Rồi đóng ngoặc lại. Enter. Thì nó sẽ gom hết các số này, nó cộng lại với nhau, nó cho ra kết quả đây. Thì bây giờ chúng ta đã làm hết câu hỏi rồi. Nhưng mà một cái bảng tính khi mà chúng ta thấy cột số như thế này thì chúng ta nên định dạng có dấu phân cách hàng nghìn để cho dễ nhìn, dễ đọc nha. Bằng cách chúng ta tô nó, tô đen nó, click phải vào phần Excel. Chúng ta chọn number, chọn custom. Đây. Rồi chúng ta chọn dấu phân cách hàng nghìn 3 số phẩy cái nè. Sau đó ok. Tương tự cái này cũng vậy. Phần Excel. Custom. Ok. Thì cái này cũng có đồng nữa nha. Chúng ta thêm vào chữ đồng cho nó tương thích với cái cột thành tiền là phải có chữ đồng, tổng của nó phải có chữ đồng.
Ok. Chúng ta lưu bài lại. Đó. Thì nhìn tổng thể cái bài của mình làm như thế này thì nó đã khá là bắt mắt và được rồi ha các bạn. Đó. Bữa sau chúng ta sẽ làm tiếp một cái bài tập mới. Thì các bạn xem và các bạn để ý những cái công thức quan trọng để chúng ta hiểu để làm những bài tập tiếp theo. Và trong cái bài tập này có một số cái hướng dẫn quan trọng, đó là chúng ta trộn các ô lại để định dạng cái tiêu đề cho nó đẹp, so sánh với cái đề bài của mình cho nó đẹp hơn nha. Đó là cho dùng cái công cụ là Magic and Center để trộn lại. Cái thứ hai chúng ta xem tiếp là cái hàm right nha. Hàm right là hàm các ký tự phía bên tay phải cho dễ hiểu nha, các ký tự bên phải. Hàm tính tổng là hàm sum nha, hàm tính tổng, tổng các số lại, tính tổng. Và cái tiếp nữa là định dạng thêm một cái đồng ký tự ở phía cuối của cột thanh tiền, hoặc là VND hoặc là USA nha. Thì chúng ta thêm bằng cách nào? À, bằng cách là vào format cell và chúng ta thêm vào. Thì cái cột này chúng ta thêm vào á, là nó tính toán cộng trừ nhân chia được nha. Còn nếu mà chúng ta đánh vào chữ đồng hoặc là VND ở đây thì nó là chuỗi, không có tính toán được. Rồi các bạn chú ý cái chỗ này nha. Thân chào các bạn.